vào một hơi thật sâu. Thở ra thật chậm. Môi nở nụ cười. Bình an, hạnh phúc. Và nhẹ nhàng hít vào mở tai ngang. Xoắn lưng sang phải. Hít về, xoắn trái. Hít về, xoắn phải. Hít về, xoắn trái. Hít về, xoắn phải và giữ lại. 5 4 3 2. Hít về, xoắn trái và giữ. 5 4 3 2. Và chậm rãi trả về. Sau đó mình đứng dậy luôn, hai chân khép sát lại. Hít vào, tay này nắm lấy tay kia, vươn cao. Mình sẽ đi 4 góc, nghiêng phải, chậm rãi, nghiêng trái, gặp tới phía trước, ngửa ra sau, vươn dài, nghiêng phải, rút bụng, nghiêng trái, rút bụng, gặp tới phía trước, ngửa ra sau, hít lần nữa, nghiêng phải, hóp bụng, nghiêng trái, hóp bụng, gặp tới phía trước, hóp bụng và ngửa ra sau. Lần này mình giữ lại, nghiêng phải, giữ lại đây. 5, đẩy hết lưng sang bên trái, kéo tay mình sang phải. 4 3 2. Lên lại, sang trái, dùng tay trái kéo tay phải. 5 4 3 2. Giữ. 5 4 3 2. Ngửa ra sau. 5 4 3 2. Lúc này mình mở rộng chân ra bằng mí thảm. Thở ra nghiêng phải, tay phải đang vùng thắt lưng. Kéo. Hít lên hai tay cao. Thở nghiêng trái, tay trái đang vùng thắt lưng. Hít lên hai tay cao. Thở gặp tới phía trước, rút bụng. Hít lên. Hai tay đang lại, thở ngửa ra sau. Xích cơ bụng. Hít lên. Thở ra nghiêng phải, tay phải đang vùng thắt lưng. Hít lên. Thở ra nghiêng trái, tay trái đang vùng thắt lưng. Hít lên. Thở trường tới phía trước, rút bụng. Hít lên. Ngửa ra sau, đan tay lại. Xích cơ bụng. Hít lên. Thở nghiêng phải. Hít lên. Thở nghiêng trái. Hít lên. Thở gặp tới phía trước.
lên, thở ngửa ra sau. Hít lên, lần này giữ lại. Rút bụng, thở nghiêng phải và giữ lại. 5 4, rút bụng đẩy cái hông mình lên. 3 2, hít lên, thở nghiêng trái giữ. 5 4, đẩy cái hông lên rút bụng. 3 2, hít lên, thở gập tới phía trước giữ. 5 rút bụng. 4 3 2, hít lên, thở ngửa ra sau, đan tay lại, ép vai, rút bụng giữ. 5 4 3 2, hít lên, trường dài cơ thể tới phía trước, buông cánh tay lên giữ, nhúc nhích chân tay mềm mại. 5 4 3 2, hạ tay xuống, nhẹ nhàng chống tay, hạ mông xuống, chống tay xuống thẳng, đẩy mông, đưa lực vào gót chân, hít lên, thở, rút bụng, hít lên, thở, hít lên, thở, hít lên, đẩy mông xa ra phía sau, thở thêm lần nữa, hít lên, thở, tay lên cao giữ lại. 5 4 3 2, vai chậm rãi, thở ra hạ xuống. Hai chân lên, hai chân mình mở rộng, hai tay dang qua khỏi đầu, rút bụng lên, nâng chân lên hết bụng, hạ chân, hạ thân trên, kéo căng cơ thể, rút bụng lên, nâng chân hót bụng, hạ chân, hạ thân trên, hít lên, hót bụng, nâng chân, hạ chân, hạ thân trên, hít lên, nâng chân, hạ chân, hạ thân trên, hít lên, nâng chân, hạ chân, hạ thân trên, lên, hót bụng, duỗi chân, hạ chân, hạ thân trên, thêm 3 lần nữa, xuống, kéo căng cơ bụng, rút bụng, ép thắt lưng xuống thẳng, lên, duỗi chân, hót bụng, hạ chân, kéo căng cơ thể, lên, duỗi chân, hót bụng, hạ chân, kéo căng cơ thể, lần này lên và giữ lại luôn, lên, giữ ra đây. 5, bụng rút. 4, 3, rút bụng. 2, duỗi chân. 5, 4, 3, 2, hạ thấp sát xuống tối đa, giữ, rút bụng. 5, 4, 3, 2, và chậm rãi thở ra, hạ xuống. Rồi, hai tay dang ngang, đá chân phải lên, rút thân trên lên, lên, hót bụng, rút, giữ chân thẳng, hót bụng, rút thân trên, thở, hít lên, hót, rút, rút cao thân trên, giữ chân thẳng, thở, hít lên, hót, thở, hít lên, rút, thở, hít lên, rút, thở, lần này giữ lại, lên, giữ ra đây. 5 4 3 2, nhẹ nhàng thở ra, hạ xuống, co gối, ép sát cơ đùi vào bụng,
gối phải sang trái, xoắn lưng mình ngược lại. Giữ 5 4 3 2 chậm rãi trả về. Đổi chân, đá chân trái lên, rút lên, cố gắng giữ chân thẳng, rút thân trên lên, thở lên, thở lên, rút, thở lên, hót, thở lên, rút, thở lần này lên giữ lại, lên, rút giữ 5, rút cao thân trên lên 4, cao hơn nữa 3, 2, thở ra xuống, co gối, ép cơ đùi sát vào bụng, nhẹ nhàng ép gối trái sang phải, giữ 5, 4, 3, 2, và chậm rãi trả về. Nâng hai chân của mình lên, đo mũi tay chạm gót chân, rướn hông lên, hít rướn hông cao lên, rút cơ bụng, thở ra hạ xuống, hít lên rướn cao rút bụng, thở hạ, hít lên, thở thêm hai lần nữa, lần thứ ba lên bánh xe luôn. Hít lên, thở, hít lên, thở, lần này lên bánh xe luôn, lên. Có hai cách lựa chọn, một là chống tay giữ vùng thắt lưng, hai là mình lên bánh xe được thì mình sẽ chống tay ra sau lên bánh xe, chưa lên bánh xe được vẫn giữ tư thế đó. Rồi, vươn cao cơ thể. 5 4 3 2 và chậm rãi. Chậm rãi thở ra hạ xuống. Co hai gối lại. Rút cuộn cơ thể mình lên, thở cuộn, thở cuộn và giữ. 5 4 3 2 hạ đầu xuống, ép gối hai gối sang phải, giữ, thở chậm, trả về, ép hai gối sang trái, thở chậm, trả về, duỗi căng tay chân, rút cơ bụng, siết cơ bụng căng, rút cơ bụng, ép sát cơ bụng mình lại, ép thắt lưng xuống thẳng, rút giữ 5 4 3 2 và bật cơ thể lên, thở ra, lưng thẳng, vai mở, hít một hơi thở sâu, thở ra chậm. Rồi, bài tập trong chuỗi gọn dáng đẹp da của mình đến đây kết thúc. Thúy cảm ơn các bạn đã xem và tập theo cùng Thúy. Chúng ta hẹn gặp nhau trong video tiếp theo.